Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển tập làm văn lớp 2 của cuốn sách Kết nối. Trong video ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em chữa dạng bài số 4. Đó là dạng bài nói về tình cảm, cảm xúc của em với một sự vật, sự việc. Trong phần dạng bài số 4 này chúng ta cũng sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên sẽ là phạm vi áp dụng, phần số 2 là trường hợp áp dụng và phần số 3 là hiểu biết của em. Trong phần phạm vi áp dụng thì với dạng bài nói về tình cảm, cảm xúc của em với một sự vật, sự việc thì chúng ta sẽ áp dụng với 2 tuần, đó là tuần 15 và tuần 35. Như vậy là các dạng bài tập ở tuần 15 và tuần 35 sẽ là dạng nói về tình cảm, cảm xúc của em với một sự vật, sự việc. Thứ hai là trong trường hợp áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi như sau: đánh dấu tích vào hình bạn nhỏ đang thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình. Ở đây cô sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên, bạn nhỏ nói: con yêu mẹ nhiều lắm. Trường hợp số 2, bạn nhỏ thắc mắc: cái bút của mình đâu rồi nhỉ? Trường hợp số 3, bạn nhỏ nói: cháu chào ông bà ạ. Vậy thì đây chính là 3 trường hợp. Theo em, trong 3 trường hợp này thì đâu là trường hợp mà bạn nhỏ đang thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình? Đối với trường hợp đầu tiên là con yêu mẹ nhiều lắm, vậy thì với câu nói con yêu mẹ nhiều lắm chính là một trường hợp mà bạn nhỏ muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho người mẹ của mình. Vậy thì chắc chắn với trường hợp đầu tiên, đây chính là trường hợp mà bạn nhỏ đang muốn thể hiện tình cảm, cảm xúc dành cho người mẹ của mình. Vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào trường hợp đầu tiên. Trường hợp số 2, bạn nhỏ đang thắc mắc cái bút của mình đâu rồi nhỉ? Thì đây chỉ là một trường hợp mà bạn nhỏ đang thắc mắc rằng không biết là chiếc bút của mình đang ở đâu và bạn nhỏ đang muốn tìm lại chiếc bút của mình. Thì đây không phải là một trường hợp mà bạn nhỏ đang muốn thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình. Trường hợp số 3, bạn nhỏ nói cháu chào ông bà ạ. Với trường hợp bạn nhỏ nói cháu chào ông bà ạ để thể hiện là bạn nhỏ là một người rất ngoan ngoãn và lễ phép, thì đây cũng không phải là một trường hợp mà bạn nhỏ đang thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình. Vậy thì trong 3 trường hợp thì trường hợp đầu tiên, bạn nhỏ nói con yêu mẹ nhiều lắm, đây chính là trường hợp mà bạn nhỏ đang muốn thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình dành cho người mẹ. Vậy thì dựa vào phần trường hợp áp dụng thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc khi mà chúng ta muốn chia sẻ cái tâm tư, tình cảm của mình về một sự vật, sự việc cho người khác. Như vậy là các em có thể thấy với trường hợp là con yêu mẹ nhiều lắm, thì với trường hợp này là bạn nhỏ đang muốn cho người mẹ của mình biết được là tình cảm của mình dành cho mẹ như thế nào, đó là rất là yêu mẹ của mình. Như vậy đối với trường hợp là con yêu mẹ nhiều lắm cũng là một trường hợp mà cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Và thông qua trường hợp này thì các em có thể hiểu là chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc khi mà chúng ta muốn cho ai đó biết được tình cảm của mình dành cho họ như thế nào. Cụ thể ở trong trường hợp số 1 là bạn nhỏ muốn cho người mẹ của mình biết được là bạn nhỏ yêu mẹ nhiều như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là phần hiểu biết của em. Trong phần hiểu biết của em thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, đánh dấu tích vào những trường hợp cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. Trường hợp đầu tiên, em nhìn thấy một chú gấu bông. Thì với trường hợp đầu tiên thì bạn nhỏ nhìn thấy một chú gấu bông thì đây cũng không phải là một trường hợp mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Trường hợp thứ hai, em cần đi làm bài tập, thì đây cũng không phải là một trường hợp mà mình cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Trường hợp thứ ba, em muốn cho ai đó biết tình cảm của em dành cho họ. Vậy thì đây cũng chính là một trường hợp mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc, tức là để cho người khác biết được tình cảm của mình dành cho họ như thế nào thì chúng ta cần phải bày tỏ cái tình cảm, cái cảm xúc của bản thân mình ra. Ví dụ như trong trường hợp áp dụng, bạn nhỏ có nói là con yêu mẹ nhiều lắm, thì tức là bạn nhỏ đang muốn cho người mẹ của mình biết được là tình cảm, tình yêu của mình dành cho mẹ. Vậy đây cũng chính là một trường hợp mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. Vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào trường hợp số 3. Trường hợp số 4 là em muốn chia sẻ tâm tư, tình cảm của em về một sự vật hay sự việc cho người khác. Vậy thì trường hợp số 4 này cũng là một trường hợp mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc, tức là chúng ta muốn chia sẻ cái tình cảm, cái cảm xúc của mình về một cái sự vật hay là sự việc nào đó cho người khác nghe. Ví dụ như là em sẽ nói với người bạn của mình là tớ rất là thích chiếc bút này, hay là tớ rất là thích con gấu bông này. Vậy
Với cái câu nói là tớ rất thích con gấu bông này hay là tớ rất thích chiếc bút này, cũng là bạn nhỏ muốn chia sẻ cái tâm tư, cái tình cảm về sự vật đó chính là cái bút hay là con gấu bông cho người bạn của mình nghe. Vậy thì trường hợp số 4 cũng là một trường hợp mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Vậy các em hãy đánh dấu tích vào trường hợp số 4 giúp cô. Như vậy là trong hiểu biết của em thì chúng ta đã tìm được ra hai trường hợp mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. Đó chính là trường hợp đầu tiên là em muốn cho ai đó biết tình cảm của em dành cho họ. Trường hợp số 2 là em muốn chia sẻ tâm tư, tình cảm của em về một sự vật hay sự việc cho người khác. Thì đây chính là hai trường hợp mà chúng ta muốn bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. Ngoài ra còn rất nhiều những trường hợp khác mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân nữa các em ạ. Như vậy là sau dạng bài số 4 thì các em đã biết được là khi nào mà chúng ta cần bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân rồi đúng không nào các em? Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong dạng bài số 4 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời của mình vào trong vở bài tập giúp cô. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.